Những lưu ý khi sử dụng cách trị mụn trứng cá bằng thuốc trong thời gian điều trị bằng thuốc uống, đặc biệt là kháng sinh. Bệnh nhân cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, không uống thuốc ngắt quãng. Tự ý ngừng thuốc sẽ dễ bị kháng kháng sinh, khiến việc điều trị mụn trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian, chi phí hơn. Các kháng sinh này ít có tác dụng phụ nghiêm trọng, chủ yếu gặp là buồn nôn, tiêu chảy, gây nhạy cảm ánh sáng nên da dễ bắt nắng. Các tác dụng phụ sẽ hết sau khi ngừng thuốc, thuốc không ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan sinh sản. Mức độ mụn nặng, có mụn bọc nặng, cục, nang. Các thuốc điều trị với loại mụn này, cơ chế phức tạp, có tính chất gây viêm mạnh mẽ, hoạt động quá mức của tuyến bã nhờn. Do đó, cần sử dụng các thuốc thuộc nhóm retinoid dạng uống như isotretinoin. Về bản chất hóa dược, đây chỉ là các dẫn xuất của vitamin A. Thuốc có tác dụng trên cả 4 cơ chế gây mụn, giảm thiết nhờn, tiêu nhân mụn, giảm viêm, diệt vi khuẩn. Do đó được chỉ định trên nhóm bệnh nhân bị mụn nặng hay tái phát, điều trị nhiều lần không đỡ. Thuốc kháng sinh uống. Thuốc kháng sinh uống có tác dụng làm chậm sự phát triển của vi khuẩn sinh mụn. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh uống có thể có những tác dụng phụ khó chịu, bao gồm nhiễm trùng nấm âm đạo ở phụ nữ và đau dạ dày. Ví dụ về thuốc kháng sinh uống được sử dụng cho mụn trứng cá bao gồm Doxiline, Minoline và Sazeline. Tuy nhiên, chúng không thể được sử dụng trong khi mang thai hoặc ở trẻ em dưới 9 tuổi. Thuốc uống Isotretinoin. Thuốc uống Isotretinoin là một loại thuốc retinoid mạnh cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá nặng. Đây là thuốc uống hết mụn hoặc cải thiện đáng kể mụn trứng cá ở đa số bệnh nhân. Hơn nữa, Isotretinoin đường uống có hiệu quả trong việc điều trị các loại mụn trứng cá gây khó chịu nhất. Isotretinoin đường uống thường được dùng dưới dạng thuốc viên một hoặc hai lần mỗi ngày với thức ăn trong vài tháng, sau đó ngừng. Trong một số trường hợp, tình trạng mụn ban đầu có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi cải thiện. Để giảm nguy cơ bùng phát mụn ban đầu, Isotretinoin đôi khi được dùng với liều thấp hơn trong tháng điều trị đầu tiên. Mặc dù đem lại các tác dụng tích cực, Isotretinoin đường uống có thể có các tác dụng phụ nghiêm trọng và cần được sử dụng thận trọng. Dùng Isotretinoin trong thời kỳ mang thai có thể gây sẩy thai và dị tật đe dọa tính mạng của em bé. Vì những lý do này, có một số lưu ý cần nghiêm ngặt tuân thủ trước khi chỉ định sử dụng Isotretinoin uống. Tất cả phụ nữ phải thử thai hai lần âm tính trước khi điều trị và sau đó họ phải thử thai hàng tháng trong suốt quá trình điều trị. Bất kỳ phụ nữ nào đang hoặc có thể có quan hệ tình dục với bạn tình nam phải sử dụng hai hình thức ngừa thai ít nhất một tháng trước khi bắt đầu trị liệu và tiếp tục cho đến một tháng sau khi ngừng Isotretinoin. Các tác dụng phụ liên quan đến điều trị bằng Isotretinoin có thể bị khô hoặc bong chóc da, đau và nứt môi, ngứa, đau cơ, chảy máu cam, khó đeo kính áp tròng và nhạy cảm với ánh nắng mặt trời trong quá trình điều trị. Có mối liên hệ giữa Isotretinoin với chứng trầm cảm và hành vi tự sát. Mặc dù không có đủ bằng chứng để kết luận rằng đây là nguyên nhân gây ra trầm cảm hoặc hành vi tự sát, bệnh nhân dùng Isotretinoin nên khai báo khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ trầm cảm hoặc lo lắng nào cho bác sĩ đang điều trị. Trong những tình huống này, việc ngừng thuốc cần được xem xét. Có thể gây tăng nồng độ chili dize trong máu, tổn thương gan, viêm tụy và thay đổi công thức máu. Liệu pháp hormone. Hormone estrogen có thể giúp bù đắp tác động của nội tiết tố androgen. Hormone chịu trách nhiệm phát triển mụn trứng cá. Điều trị bằng estrogen dưới dạng thuốc tránh thai đôi khi được khuyên cáo cho những phụ nữ bị mụn trứng cá vừa hoặc nặng. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thuốc tránh thai đều có thể được sử dụng để điều trị mụn trứng cá, trong khi một số lại thực sự có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn. Vì vậy, cần trao đổi với bác sĩ điều trị về nhu cầu tránh thai đồng thời trong thời gian trị mụn. Thuốc uống trị mụn khác. Pisonolactone là một loại thuốc khác có thể được sử dụng để điều trị mụn trứng cá ở phụ nữ. Cơ chế của pisonolactone làm giảm tác dụng của nội tiết tố androgen. Ngoài ra, còn nhiều loại thuốc uống trị mụn khác theo kinh nghiệm đang được lưu truyền trong dân gian, như thuốc uống mát gan trị mụn. Tuy nhiên, bằng chứng về tính hiệu quả cũng như tính an toàn của các loại thuốc này vẫn chưa đầy đủ nên cần tránh dùng. Điều trị mụn trứng cá không dùng thuốc. Retinoid, thuốc retinoid dạng uống hay bôi tại chỗ thường được khuyên dùng cho mụn trứng cá không viêm. Ví dụ về những loại thuốc này bao gồm retinoid và tazacitene cần kê đơn và azapalene có sẵn cả theo toa và không kê đơn. Retinoid thường được dùng một lần mỗi ngày, mặc dù những người bị kích ứng da có thể giảm mức độ này xuống cách ngày hoặc ít hơn, sau đó tăng lên khi dung nạp được theo thời gian. Hầu hết mọi người trở nên dung nạp hơn với retinoid theo thời gian. Nếu bị kích ứng da, người bệnh nên thoa kem chống nắng có SPF 30 hoặc cao hơn trước khi ra nắng. Các sản phẩm trị mụn khác. Những người không thể dung nạp retinoid có thể nên thử các loại thuốc bôi khác, chẳng hạn như axit salicylic, axit lycor hoặc axit aze. Tất cả các phương pháp điều trị này có thể hữu ích trong việc giảm mụn trứng cá không viêm và axit aze có thể làm giảm thâm da do mụn trứng cá. Cũng có một vài biện pháp khác như laser hoặc các liệu pháp khác sử dụng ánh sáng để điều trị mụn, lột da hóa học để loại bỏ tế bào da chết, phẫu thuật cắt bỏ các u nang lớn không thể điều trị bằng thuốc, tiêm nang với cortisone chống viêm,
Các phương pháp điều trị này có thể được thực hiện tại phòng khám của bác sĩ hoặc ngoại trú tại bệnh viện. Một số người sử dụng các phương pháp điều trị tự nhiên như dầu cây trà, hoạt động giống như benpezosize nhưng chậm hơn, hoặc axit alpha hydroxy, loại bỏ da chết và làm thông thoáng lỗ chân lông để chăm sóc mụn trứng cá của họ. Không có nhiều thông tin về mức độ hiệu quả của nhiều phương pháp điều trị này và tính an toàn lâu dài của chúng. Nhiều thành phần tự nhiên được thêm vào kem dưỡng và kem trị mụn. Nói chuyện với bác sĩ của bạn để xem liệu chúng có phù hợp với bạn không. Cách chăm sóc và phòng ngừa mụn sau điều trị. Rửa mặt không quá 2 lần mỗi ngày bằng nước ấm và sữa rửa mặt dành riêng cho da mụn. Không chà sát vùng da mụn cũng như nặn mụn bằng dụng cụ không hợp vệ sinh. Việc làm này sẽ khiến da nhiễm trùng nặng hơn, làm tắc nghẽn lỗ chân lông và sưng đỏ đốm mụn. Tuyệt đối không đưa tay lên mặt, tránh việc đưa vi khuẩn từ ngón tay lên da. Giữ điện thoại cách xa mặt khi nói chuyện vì nó có khả năng chứa vi khuẩn có hại khi tiếp xúc với da. Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi rửa mặt, thoa kem hoặc trang điểm. Làm sạch mắt kính thường xuyên vì nó cũng chứa nhiều vi khuẩn. Nếu bạn bị mụn ở lưng, vai hoặc ngực, hãy mặc quần áo rộng cho da dễ thở, hạn chế đeo băng đô, mũ và khăn quàng, giặt chúng thường xuyên nếu sử dụng. Chọn các loại mỹ phẩm trang điểm dành cho da nhạy cảm, tránh những sản phẩm gốc dầu, tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ. Giữ tóc sạch kẻo nó góp phần đưa vi khuẩn vào da, tránh các sản phẩm dành cho tóc nhờn, chẳng hạn như dầu gội dầu, xả dầu dưỡng chứa bơ và cacao. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì sẽ khiến da tiết dầu nhiều hơn. Ngoài ra, một số thuốc trị mụn còn làm tăng nguy cơ bị cháy nắng. Tránh lo lắng và căng thẳng vì có thể làm tăng sản xuất cortisol và adrenaline, làm mụn trứng cá thêm trầm trọng.